Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 5, tại trường Trung học phổ thông Mường Lát, Đoàn Thanh niên trường Trung học phổ thông Mường Lát và Chi đoàn Thanh niên Công an huyện Mường Lát tổ chức lễ kết nghĩa. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lâu Văn Phía, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Mường Lát, Trung tá Phan Văn Khoái, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện, Ban chấp hành Chi đoàn Công an huyện, đồng chí Trần Anh Văn, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Mường Lát giáo viên cùng các em học sinh trường trung học phổ thông Mường Lát tham dự. Lễ kết nghĩa diễn ra với mục đích nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giao lưu, hợp tác, học hỏi lẫn nhau, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các hoạt động đoàn. Đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt động chung, xây dựng một số chương trình hành động để xây dựng tổ chức đoàn của hai đơn vị ngày càng vững mạnh. Theo nội dung kết nghĩa, kết hợp xây dựng tạo sự đoàn kết gắn bó, học tập kinh nghiệm để tổ chức các hoạt động phong trào đoàn của hai đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin về các hoạt động của đơn vị mình để hai đơn vị cùng nắm bắt, từ đó có điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng hoạt động tiến bộ. Đoàn trường Trung học phổ thông Mường Lát tuyên truyền giáo dục học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và các phong trào do Đoàn Thanh niên Công an huyện phát động. Chi đoàn Công an huyện luôn hỗ trợ, giúp đỡ đoàn trường trong việc tổ chức các hoạt động phong trào thi đua cho học sinh phối hợp với tri đoàn và nhà trường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường và tích cực tham gia các phong trào do nhà trường phát động tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ thể dục thể thao cho đoàn viên thanh niên giữa hai đơn vị đồng thời thông qua hoạt động kết nghĩa đoàn viên giữa các đơn vị có dịp trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác đoàn và phong trào thanh niên cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị buổi lễ ký kết nghĩa đã kết thúc tốt đẹp tạo nên mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị phấn đấu giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng môi trường học tập hiệu quả lành mạnh trong đoàn viên thanh niên